shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ê, có một đứa đây, ui chạy xuyên tường luôn. Gì vậy? Nàn ý. Ủa sao thằng bé này chạy xuyên tường luôn? Đứng lại, ui, ghê vậy. Thằng này chạy như kiểu tốc biến vậy. Ok, tao hạ một đứa ở trong rồi. Ôi Dũng quẩy đứa ở trên à? Ngon, clear luôn team này. Thế này thì nó là ok quá rồi ông ạ. Sẽ đưa đà. Để mình lên trên này coi. Ủa? Nghe tiếng Dũng nó thay đạn, tôi có tưởng đứa nào cơ. Đây mới nhận được khẩu Pharmat đây ông này. Biết rồi ông ạ, nhưng mà đồ đang hơi nghèo tí, đang muốn kiếm thêm tí đồ. Chứ nghèo quá rồi sao chơi. VIP là Noble đấy, anh chả biết như nào nữa, mai để anh vào xem như nào. Ok các bạn này, Dũng ơi qua đây này. Có bạn này chủ đoàn bắn nhau căng vãi trưởng không ạ? À đủ này, làm sao? Làm sao đấy? Xong. Xong rồi Dũng ạ. Ơ đáng lẽ ra là tôi phải bắn mấy thằng gục này này. Đúng rồi đấy, là hốt được kill này, ngon lành. Chả mất tí công sức nào lại có kill này. Nghe tiếng chân trông có vẻ gần gần, con chừng có người đấy không ạ? Mình mới có 3 thứ máu theo. Thôi đừng cầm phần mát ngon đâu mày, không chạy AK đâu. Chạy AK chi? Hưu tôi tặng đấy, đang muốn tịch thu. Chị ơi! Ủa đây đây đây, Dũng ơi. Thế đây thích tịch thu lại được, xong hôm sau lại tặng lại nhỉ? Nha nha. Đây bạn đây. Từ nào con liệu đây? Thấy chỗ mình dừng bông keo chưa? Thế rồi ông ơi. Cái đậu xanh. Tôi xem câu liệu đây, thằng này chạy đâu? Ê không có liệu, có mỗi liệu choáng thôi Dũng ạ. Ném vào. Ném vào. Phá bông keo thôi ông ơi, chờ tí. Lên phá thôi ông ơi. Ủa nó chạy rồi. Chơi, nó chạy rồi á? What the hell, thằng bé chạy nhanh. Ôi nó chạy lẹ vậy. Thế này sao chơi? Có thêm một ít đạn tiểu liên nữa, mình sẽ lượm thêm tí máu nha các bạn nha. Ê, nó chạy theo lối chặn này. Rồi đòi lại được mà. Qua đây coi. Ủa, có khi là tôi thấy con hươu nó cũng hay nhỉ, hay là tôi tự tặng hươu cho tôi. Đậu xanh. Ủa nhiều khi chán quá tôi tự đến donate cho tôi đấy công ạ. Sĩ sĩ bên này sĩ. Ê friend, sao? Chỗ nào? Hơn bao nhiêu? Nổ địa chỉ. Nhà này. Nhà 2 tầng có một phòng thang lên. Ok. Ơ nó câu liệu xuống à? Hay là ông câu liệu xuống vậy? What the hell, xem Dũng ném liệu. Trông buồn cười nhỉ. Lên bảng, xong ok. Tôi hạ nó rồi Dũng ơi. Đâu, ơ đồng đội với nhau mà bạn có thể nói được ra những câu như vậy. À đâu, ui dồi ôi. Mình bảo ném liệu choáng lên cho tình nghĩa anh em có chắc bền lâu Dũng ơi. Anh em mình phối hợp thật là tuyệt vời. Thôi, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, từ nay chúng ta cắt đứt một tờ giấy sẽ làm đôi, không ai chơi cái đồ kẹt xỉ mạ. Sao thế? Ơ, chả thế. Anh em xem cái tính nó keyboard của Dũng chưa, tôi ăn, tôi đẩy lên tôi ăn nó, xong Dũng bảo chứ, ném liệu choáng lên, ngu. Thế không chịu rồi. Sĩ có muốn xem video test VIP 3K của Nodalite không? Tôi có nè. Ủa, video là sao ta? Ủa tôi chả biết lên VIP là cái gì luôn đấy. Thế hóa ra tôi toàn làm thường dân thôi công ạ. Dùng cái app NoNoLive này khá là lâu rồi đấy. Một tháng dùng 20 ngày mà hầu như ngày nào kiểu mở lên app liên tục. Mà chả biết là dùng nó như phải nào. Lên được VIP đâu. Chắc lên VIP phải nạp tiền anh em ạ. Nạp tiền là lên được thôi à. Ngoài ra thì như là lên liver các bạn phải xem like nhiều ấy. Xem like comment tương tác nữa cơ. Ủa sao bữa nay lại tặng thêm mấy con lợn rừng nữa hả? Hoa gấu. Tặng nhiều vậy. Qua bên này đi. Ủa lâu lâu mới có fan cứng vào donate vui quá các ông ạ. Fan cứng luôn. Chơi luôn quên đi anh hả? Thôi em ơi. Ai đâu biết chơi đâu. À không phải không biết chơi. Mà nó thật với anh em ấy. Lâu rồi mình không có chơi liên quân. Thôi xong chết miệng. Ê qua đây hỗ trợ cái ông ơi. Hai đứa luôn. Nó chuẩn bị hấp diêm tôi này ông này. Quay lại phía 285 nha. Thằng bé đã câu lựu lên này. Đậu xanh câu lựu lên á.
Câu liệu lên này làm sao? Câu liệu này làm sao? Ok ok đây. Tôi sống được, yên tâm. Thật á? Tôi sống được đúng không ạ? Yên tâm yên tâm. Còn tí máu này. Hỗ trợ với Dũng này. Bóng keo bóng keo. Quay lại quay lại. Hỗ trợ với bạn này. Ok đôn. Clear. Xíu đai. Khổ cho nó đẩy lên. Giống kiểu như là chúng nó dọa mình vậy anh em ạ. Tôi có kỹ làm gì đâu. Mình không có bóng keo nhá. Không có bóng keo á, mình có mỗi một quả duy nhất này. Kẹo không biết thì hỏi chị Hoa đi. Xíu hỏi anh em ạ. Hôm nay đám trò có ta tặng mấy người ta mấy cục ship nữa à, không nhận đâu, không nhận đâu nha. Eo, cái gì mà eo hả Dũng? Làm sao ông ý kiến gì? Đâu mình đau nách. Đau nách nữa hả? Ừ. Úi dồi ôi, cái gì ông cũng đau vậy. Mình đau thường xuyên. Thế này có xe xí ơi. Có xe, ok đi. À thôi. Xem không phải level 2 cũng làm VIP được, quan trọng là có xu để mua VIP không. À, nhưng mà tôi nghèo lắm thì làm gì mà có xu để mua VIP đây anh em. Chết dở. Đúng rồi em. Thế bây giờ làm sao đây? À, đúng rồi, nói chuyện với anh em. Có gì đâu, bảo là để tôi làm giàu với Binomo kiếm tiền mua VIP anh em ạ. Sau 1 tháng tôi bán iPhone X. Sau 2 tháng tôi đã bán luôn chiếc xe máy của mình. Đến tháng thứ 3 tôi chẳng có gì để bán cả. Đấy là cái quảng cáo Binomo, không biết anh em xem chưa nhưng mà cũng hài đấy. Ấn AK này, có đường giáp này. Nâng lên cái giáp 4.5 cho nó trâu chó tí. Chị ơi, đấy giờ tôi mới có được 1 kill thôi, đi săn người đi. Ủa thế á? Thế nãy giờ mình vét được 6 kill rồi. Nãy có trận Dũng gáy ghê quá, bây giờ kẹo gáy hộ Dũng thôi. Chứ có gì đâu anh em. Tôi không cần kháy hộ. Ơ, tình nghĩa anh em của chúng ta chỉ vậy thôi à bạn? mình không cần cậu gáy đâu, mình cần cậu gánh. Hiểu không? Chứ cậu không cần gáy. Trời ơi, anh em có commenting gì đây? Đau đầu với mấy ông... Đau đầu với mấy ông bà quá đi à. Thế cờ lê của bên Hoa Gấu qua đây. Qua đây xem like ủng hộ mình nữa hả? VIP còn phụ thuộc vào liver nữa. Mình liver 78 hả? Chắc chưa đủ VIP đâu. Thế mấy ông VIP toàn liver trên 100 cả. Đó là người có tiền, cậu so bì làm gì? Tôi quen mất tôi là người không có tiền. Buồn thật. Đúng anh rồi. Em ạ. Người không có tiền how to lên VIP đây. Đã không có tiền còn nói lên VIP. Mông thuận. À, tôi thấy thi thoảng có quảng cáo mấy cái game mà không cần nạp tiền cũng lên VIP đây ông đấy. Ông xem chưa? Đấy là VIP, đấy là VIP free. Ờ. VIP rẻ rách. Lại có cả thể loại VIP free, VIP rẻ rách nữa cơ. Tôi tưởng là VIP nó như nhau. Khổ, có biết cái gì đâu. Nhưng mà đây để tôi coi xíu. Nó phân ra hàng ghế mà. Ghế VIP cộng ghế VIP. Ủa thế đấy hả? Tôi đi máy bay toàn đi cái ghế super cheap ông ạ. À, super cheap. Ghế siêu rẻ chứ tôi chả biết VIP với VIP cái gì cả. Ngành nghèo làm sao mà như được người giàu nhỉ? Dũng nhỉ? Chắc Dũng đi nhiều nên biết nhỉ? Đâu, mình làm gì có tiền, mình chỉ đi ghế phổ thôi. Mà mình còn được đi máy bay đâu. Thậu xanh, ông lại vớ ba vớ vẩn rồi. Xe đạp với xe máy gì ở đây? Tôi còn chẳng có cái gì mà đi nếu này. Đã ai được đi xe đạp không? Nại chém. Ờ thật, mình có cái gì đi đâu anh em. Có mỗi cái xe căng hải đi bằng hai chân này. Các bạn này. Mình đang đấu rank nha các bạn. Đấu rank mà nghe ông kiểu funny như đấu thường ấy. Anh em lại hỏi anh chơi kiểu gì mà funny thế. Ờ, 1 kill. Đâu anh liver 36 là anh đã mua được VIP rồi. Em lên VIP rồi đây này. Wow, may anh qua mua. Lên VIP xem nó có khác thường cái gì không. Nếu mà không khác thì thôi khỏi mua, tốn tiền anh em ạ. Chứ làm gì có tiền mà mua đâu. Dũng ơi chờ tí. Hay là ông lại xử nó luôn thì tôi lên hơi trễ à. Hạ chưa? Hạ rồi hả? Băng. Chưa. Tôi mang đâu? À thế rồi. Bạn hạ một đứa gì phải không? À đủ này, nó chạy xuống ngoài, nó chạy xuống. Có team ở dưới nữa ông Dũng ơi. Có team ở dưới nữa. Mọi người nhá. Chạy xuống đi ông ơi. Qua Ê bạn thu nữa. Hai đứa nhá.
Ui, đậu xanh thằng này. Ghê vậy. Ghê vậy ông ơi. Ghê vậy ông ơi. Cái đậu xanh. Tính xơi Dũng hả? Nó tính xơi bạn Dũng tôi hả? Ok ok, một đứa nữa. Ủa thằng này, ném lựu ghê vậy. Nó cầm hay lắm đi em. Ném lựu ghê vậy, ném lựu à? Ném lựu hả ông ơi? Ê Dũng ơi, có để cứu này. Ê, chờ tí, chờ tí. Ui. Sorry Dũng nhá. Vào đấy lại ấn nhầm lầm. Ôi dồi ôi. Dũng ơi, đáng thương chưa? Có máu không? Lút đồ bọn kia đi, lút đồ mình làm gì có đâu. Thôi, lút đồ bạn, tình nghĩa anh em mà. Lút đồ bạn thôi, lút đồ bọn kia làm gì. Tình nghĩa anh em chỉ các bạn này. Làm sao, ý kiến gì? Tôi bảo bon trước đã, không là chúng nó xây cho xanh mộ để hỏi tại sao. Mai donate cho anh sĩ, donate cho anh. Chết thôi, rụ rỗ. Ủa gì đây, kẹo có rụ rỗ hoa gì đâu anh em. Donate cho mình này, mình còn đang phải ăn mì tôm này. Donate cho sĩ, thế à? Sĩ đầu rồi. Mai sĩ donate cho 3.000 mua mì tôm nhá. Anh em ủng hộ hoàn cảnh khó khăn. Thôi có gì tôi mua gói mì tôm 3.000, tôi với ông bẻ chia đôi ra mỗi đứa nửa gói ăn nhá. Lấy đâu ra gói mì tôm 3.000? 3.500 hả? 3.500 bây giờ kiếm đâu ra 5 hào, hỏi bà tạp hóa có thanh toán thẻ không ông ạ? Cái đậu xanh này, chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Ui. Nó chạy vào trong rồi nha bạn. Từ từ chờ xíu nhá, cẩn thận xíu. Không chạy cẩn thận, bây giờ có mình tôi mà chúng nó chơi team 2 với nhau, tôi sanh mộ thì hơi buồn đấy. Phải thật cẩn thận anh em ạ. Anh Dũng rẻ tiền vào cái kết á. À đù, nó lại vui quá nhỉ các bạn nhỉ. Nó này, thấy chưa? Anh em thấy chưa, thằng bé nó qua sau tảng đá rồi anh em ạ. Với trên này còn người này. What the hell, còn người anh em ơi, còn người anh em ơi, còn người anh em ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó khò cái đầu ra kìa. Thế rồi, thế rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bo chuẩn bị thu rồi đấy, không chạy. Bình tĩnh ông ơi. Bình tĩnh ông ơi. Nó chơi đứng lên ngồi xuống đấy ông ạ. Thằng bé đang ngồi này, thấy chưa? Cái đầu này, cái đầu này. Hơi khoai, hơi khoai, hơi khoai, hơi khoai ông ạ, hơi khoai. What the hell. Nó bắn linh ta linh tinh cái gì vậy ông? Bắn dọa thôi. Dọa, dọa kẹo nổi không? Mà hơi khoai, tại bây giờ chạy xuống mít kia sấy. Có hai đứa, thế hóa ra tôi đứng đây làm bánh mì kẹp thịt hả? Thôi chạy, thôi chạy. Đứng đây làm bánh mì kẹp thịt sợ lắm anh em ạ. Chạy nhanh, chạy nhanh. Không chạy nhanh tôi chết bây giờ, lại hỏi tại sao. Cố gắng sống dai tí còn kiếm cái top chứ các bạn chứ. Thằng ở dưới kia nó chạy rồi. Ok, vào mò trước đã. Kẹo cũng phải vào bo thôi anh em ơi, không chơi nhây được. Chơi nhây với mấy bọn này thì có mà. À nó chạy này. Nó chạy này, đứng lại. Đứng lại em ơi. Mất dấu rồi. Mất dấu còn đâu mà gạt với chẳng không gạt ông. Nó chạy vào bo nhanh quá. Đâm ra mình tốn đạn xuống trường chẳng giải quyết được việc gì. Hồi đó kẹo chẩu VCL ra. Kẹo lúc nào chẩu chẩu anh em. Đứng canh thẳng ở trên không ạ? À đủ. Gắt vậy. Ê thẳng ở trên kia nó đâu? Đừng nói nó chạy vào mo rồi nha. Nó vào mo rồi chứ cậu. Kìa kẹt trong nhà rồi kìa. Bò từ xa thế. Vâng, lại phía sau anh em ạ. Chạy một vòng. Chạy một vòng kiểu này mà còn đai nữa thì tôi cũng chịu rồi nha anh em. Chạy qua tảng đá. Ok biết rồi ông ơi. Thế này thì ai chơi nổi. Có máu này. Vừa lận thêm được tí máu. Chắc là nó cũng vào bò rồi đấy. Kệ nó thôi ông, đây này. Chúng nó bắn nhau ghê quá này. Phía trên cũng có nữa luôn. Thế tôi lên hẳn trên đây ông ạ. Chứ chạy kiểu ở giữa mà xong là bánh mì kẹp thịt thì thôi. Chỗ nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhá. Đây chờ tí vừa lên trên đây ông này. Thấy rồi nhá. Thấy rồi nhé này. Mất dấu luôn ông ạ. Cái đậu xanh. Ê, nhà gỗ, nhà gỗ. Cái gỗ này. Thấy rồi nhá ông ơi. Cái đậu xanh này. Dựng một kèo nhanh quá. Chạy bo đi, bo thua rồi kìa. Đây đang chạy bo này. Ủa chưa có đứa nào ở trên à? Ô, hai thằng chạy lên bên trên kìa.
Các bạn đâu bạn? Bên dưới cậu, bên dưới cậu. Thì thế, thì mỗi hai đứa ở dưới làm gì có đứa nào ở trên nữa đâu. Chạy em này. Chạy em ơi. Nốc rồi nhé. Ok ok. Hạ nó luôn không ạ? Hạ nó luôn này. Ok ok. Chờ tí ông ơi. Thấy thằng gốc cây rồi. Bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh này Dũng này. Bên dưới còn tim ấy chị ạ. Biết rồi. Bên phải á? Thấy chưa? Nó hạ rồi. À chưa. Chưa hạ này. Ok xong. Bên phải, bên phải, bên phải. Còn tim ở dưới nữa là ok này. Để tôi coi. Ui, bắt thu xuống dưới. Thôi xong, thu xong. Biết thế bắn hỗ trợ thằng kia là ok rồi không ạ? Bắn kiểu này hơi ngu. Còn 4 thằng thôi mà. Cậu lo đi. Còn 1 thằng đâu? Lẻ nữa. 1 thằng lẻ nữa hả? Ở trên nữa thì cũng tùy thế mình chạy sau. Chạy sau thì còn có cơ hội ăn được. Team kia nó ở trong nhà hay ở đâu vậy ta? Nhà vệ sinh không ạ? Trong nhà. Ê, này này ông này. Ok được. Ok. Thế tôi cũng chạy vào. Đúng rồi, bình tĩnh. Kẻ nó, kẻ nó đừng bắn. Chọn kẻ hạ nhau đánh lạc hướng mình chạy vào là ok. Chiến thuật ông ạ. Đúng rồi, let's go, hợp lý. Một thằng nghe ok này. Đấy đấy, hai thằng. Cứu thằng gốc kia là hợp lý này. Rồi kẹp chị qua này. Cho nó hạ nhau rồi, còn hai thằng cuối kia cùng một team này. Nhắm lựu đạn. Wow. Ê, trong nhà đông quần máu. Đây 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 ông ơi, đây ông ơi. Bắt tử heo quần máu. Có lựu đạn thì câu vào. Ê, đang đút đồ kìa, đang đút đồ kìa. Đây ông ơi, bình tĩnh, từ này. Mình có EWM này. Cái đậu xanh làm sao đấy? Đừng. Bên phải. Đừng bạn ơi. Bên bản này. Quá. Dựng mông keo này làm sao? Làm sao đấy bạn ơi? Yes. Hay quá. 12 kill top 1. Vỗ tay. Ok này, ngon chưa anh em? Hai trận top 1 nha mọi người. 12 kill top 1 của nhà ấy. Trận này kẹo cái team. Biết rồi, không phải nói. Chả thế. Chưa buồn với Dũng nhá. Dũng nãy gánh thì trận này tôi gánh thôi, có gì đâu. Ok. Ui. Dũng one kill, ad đủ. Ghê vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.